trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Bị gia tăng lực lượng vũ trang dọc theo tất cả các biên giới của Nga. Ukraine mất 6 thành trì, phương Tây kêu gọi Kiev lên kế hoạch B. Nga đẩy mạnh xuất khẩu siêu chiến đấu cơ Su-57 Quỹ tiền tệ quốc tế đạt thỏa thuận hỗ trợ hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phát biểu qua video chiếu tại khai mạc cuộc tập trận và tham mưu chung mang tên Ocean 2024 với Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin nói, với lý do chống lại mối đe dọa từ Nga và kiềm chế Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh của mình đang gia tăng sự hiện diện quân sự gần biên giới phía tây của Nga ở Bắc Cực và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Tổng thống Nga, Mỹ đang kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ông cho biết chiến lược của Washington đang ngăn cản việc kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Putin cho biết, chúng ta có thể thấy rằng Mỹ đang làm mọi cách để duy trì sự thống trị quân sự và chính trị toàn cầu, bất chấp mọi giá bằng cách lợi dụng Ukraine và tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Tổng thống Putin nói, theo tổng thống Putin, hoạt động của Mỹ sẽ làm đảo lộn cấu trúc an ninh hiện có ở châu Á Thái Bình Dương với tác động phá vỡ cán cân quyền lực ở đó. Tổng thống Nga cảnh báo, chính sách này có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng nguy hiểm ở châu Âu cũng như ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nga nên sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến tiềm tàng nào trong những hoàn cảnh như vậy. Ông cũng phát biểu trước cuộc tập trận Ocean 2024 rằng Nga phải sẵn sàng đối phó với mọi sự xâm lược quân sự từ bất kỳ hướng nào ông putin nói nga phải sẵn sàng cho mọi tình huống phát triển và các lực lượng vũ trang của chúng ta phải đảm bảo bảo vệ đáng tin cậy chủ quyền và lợi ích quốc gia của nga đồng thời chống lại mọi sự xâm lược quân sự có thể xảy ra từ bất kỳ hướng nào theo ông hải quân đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết vấn đề này vì các cuộc tấn công có thể được thực hiện ở khu vực đại dương và biển ông putin nói chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hải quân của mình bao gồm cả thành phần chiến lược và hạt nhân của họ Chúng tôi sẽ phát triển hệ thống quân đội một cách có hệ thống và toàn diện, nâng cao khả năng tấn công của họ, cải thiện đào tạo của các thủy thủ, đơn vị ven biển và không quân dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Cuộc tập trận Ocean 2024 đang diễn ra từ ngày 10 đến 16 tháng 9 trên các vùng nước của các đại dương Thái Bình Dương và Bắc Cực, địa trung hải, Caspi và Baltic. Hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, khoảng 120 máy bay và trực thăng hải quân và hơn 90.000 nhân sự tham gia các cuộc tập trận. Các tàu và máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng tham gia vào các bài tập thực hành. Theo truyền thông Nga, quân đội Nga đang nắm hoàn toàn chủ động trong giao tranh ở vùng Kursk. Nhà phân tích quân sự Nga Yuri Podolyaka cho biết, quân đội Nga với sự yểm trợ của không quân đã đẩy lùi các lực lượng Ukraine thêm 1 km ở khu vực ngoại vi thị trấn Korenevo. Theo ông Podolyaka, Cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị dập tắt ở giai đoạn chuẩn bị. Các nhóm xung kích của Ukraine đã bị quân đội Nga đẩy lùi. Quân đội Nga tiến vào các khu dân cư Ruskoi, Chekarskoi, Porechny cũng như Martinovka ở vùng Kursk. Các bước tiến nhanh chóng của Nga đang khiến Ukraine mất dần khả năng tổ chức tấn công hiệu quả. Kênh Military Summary đưa tin, ngày mùng 10 tháng 9 có lẽ là một trong những ngày đen tối nhất đối với quân đội Ukraine AFU khi có tới 6 làng mạc và thị trấn thất thủ. Cụ thể, lực lượng Moscow đột phá theo hướng Ukleda. Họ đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Vodian và theo một số blogger quân sự thân Nga, mỏ số 1 cũng bị thất thủ. Ở hướng Kurakhov có bằng chứng trực quan về sự thất thủ của Ukraine tại Krasnogorovka. Nga cuối cùng đã chính thức chiếm thành phố sau nhiều tháng giao tranh trong đô thị đẫm máu. Các cuộc đột phá đang di chuyển về phía Bắc vào các nhà kho. Tại Pokrovsk, hình ảnh định vị địa lý xác nhận lực lượng Moscow đã giành những thắng lợi nhỏ ở selidov và krodovka trong cuộc giao tranh ác liệt và tốn kém ở hướng này sau chiến thắng ở kalinovka phía bắc Chasopya, bộ quốc phòng nga thông báo đã kiểm soát ngôi làng grigorovka nằm xa hơn về phía bắc ở hướng kursk giao tranh vẫn tiếp tục nga sử dụng hàng loạt bom lượn fab phía bắc olgovka một vụ không kích gián tiếp xác nhận quân nhân ukraine có thể đã tiến đến rìa phía nam vecheno trước loạt động thái trên Phát biểu trước lực lượng tham gia cuộc tập trận chỉ huy Ocean 2024, Tổng thống Putin tuyên bố Nga phải sẵn sàng đẩy lùi mọi hành động xâm nhập quân sự tiềm tàng từ mọi hướng. Ông Putin nhấn mạnh, Nga phải sẵn sàng cho mọi diễn biến, lực lượng vũ trang của chúng ta phải bảo vệ đáng tin cậy chủ quyền và lợi ích quốc gia của Nga, đẩy lùi mọi hành động xâm nhập quân sự theo mọi hướng, kể cả trên biển và vùng biển. Hải quân đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Trong khi đó, phía Ukraina Tờ Wall Street Journal đưa tin, Mỹ và một số nước châu Âu đang buộc Ukraine phải nghĩ đến việc phát triển kế hoạch B trong cuộc xung đột với Nga. Wall Street Journal dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên cho hay Ukraine cần phải thực tế hơn trong các mục tiêu quân sự. Đồng thời, theo Wall Street Journal, sự ủng hộ của công chúng dành cho Ukraine đang suy yếu trong bối cảnh quân đội Nga có nhiều bước tiến. Do đó, Kiev cần bắt đầu phát triển một kế hoạch đáng tin cậy để các chính trị gia phương Tây có thể thuyết phục cử tri về sự cần thiết phải cung cấp thêm vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Mặc dù phương Tây đưa ra những biện pháp trừng phạt nhằm gây tổn hại cho Nga, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn đang nỗ lực cạnh tranh để giành được các đơn đặt hàng từ nước ngoài. Tại triển lãm hàng không quốc tế Ai Cập 2024 vừa qua, tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport đã giới thiệu phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 thế hệ thứ 5 Máy bay tấn công đa chức năng này được thiết kế để loại bỏ mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên mặt nước. Máy bay phản lực Su-57 có khả năng bay với tốc độ siêu thanh và được trang bị những vũ khí đầy uy lực, được phủ lớp hấp thụ sóng vô tuyến và có trang thiết bị phức tạp trên máy bay. Su-57 trong chiến đấu có khả năng đồng bộ với radar mặt đất, mang lại cho nó một lợi thế rất lớn so với F-16 do Mỹ sản xuất. Máy bay phản lực này có thể mang tên lửa không đối đất có điều khiển và bom có điều khiển trên không cũng như tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Máy bay có thể hoạt động suốt ngày đêm, kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và trong môi trường gây nhiễu mạnh, cũng như ứng phó với hệ thống phòng không của đối phương, cả dưới sự điều khiển từ bên ngoài và tự động. Về một số tính năng, kỹ chiến thuật của Su-57, theo Bộ Quốc phòng Nga, trọng lượng cất cánh tối đa là 37 tấn, một phi công lái, có sải cánh dài 14 mét, tốc độ tối đa 2.600 km/h tải trọng tối đa 10 tấn, trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Các tên lửa không đối đất dẫn đường gồm KH-31, KH-35, KH-38, cũng như bom định hướng các loại 250kg, 500kg và 1.500kg. Việc chế tạo Su-57 không chỉ thể hiện tham vọng nâng cao ưu thế trên không của Nga, mà còn nhằm thúc đẩy xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia khác. Nga hy vọng rằng Su-57 sẽ là một đối thủ chủ chốt trên thị trường máy bay chiến đấu quốc tế, cung cấp một giải pháp thay thế khả thi cho các máy bay chiến đấu của Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, việc tích hợp Su-57 vào không quân Nga được coi là một bước quan trọng hướng tới hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này. Dù nhiều chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng từ năm ngoái, nhiều nguồn tin cho biết, tập đoàn chế tạo máy bay Nga, UAC, đang nghiên cứu phát triển phiên bản xuất khẩu của Su-57, gọi là Su-57E. Ở châu Phi, Algeria và Ai Cập là những quốc gia có đủ khả năng để mua máy bay chiến đấu này. Mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Ukraine về việc cung cấp cho quốc gia Đông Âu khoản hỗ trợ tài chính khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận này đạt được sau các cuộc đàm phán mà Ukraine cho là khó khăn và phải được ban điều hành IMF thông qua. Trong khi đó, IMF cho biết ban điều hành imf sẽ xem xét thông qua thỏa thuận này trong vài tuần tới người đứng đầu phái đoàn giám sát của imf gavin gray người đã tới ukraine để đánh giá chương trình cho vay cho rằng cuộc xung đột đang tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động của đất nước cũng như người dân quốc gia này việc hoạch định chính sách khéo léo khả năng thích ứng của các hộ gia đình và doanh nghiệp cùng nguồn tài chính hỗ trợ từ bên ngoài đã giúp ukraine phần nào ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, IMF cho rằng rủi ro đối với Ukraine vẫn ở mức cao bất thường khi nền kinh tế dự kiến sẽ suy thoái do tác động của cuộc xung đột với Nga. Ukraine đang chi khoảng 60% tổng ngân sách cho quân đội và phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ các đối tác phương Tây để trả lương hưu và tiền lương cho công chức và chi tiêu xã hội. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Ukraine, nước này đã nhận được khoảng 98 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ các đối tác phương Tây kể từ khi xảy ra xung đột với Nga IMF là tổ chức cho vay quốc tế quan trọng đối với Ukraine và chương trình kéo dài 4 năm trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ của IMF là một phần quan trọng trong gói hỗ trợ kinh tế toàn cầu lớn hơn dành cho Kiev khi nước này đang chuẩn bị cho mùa đông thứ ba kể từ khi xảy ra xung đột. IMF hối thúc chính phủ Ukraine tôn trọng các yêu cầu trong thỏa thuận tài chính và mục tiêu bền vững về nợ trong ngân sách năm 2025, đồng thời tìm cách tăng nguồn thu trong nước chính phủ Ukraine từng thông báo có kế hoạch tăng thuế và đã thực hiện các biện pháp tài chính khác như tăng thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. Ukraine cũng đã giành được thỏa thuận với các chủ nợ để tái cấu trúc và giảm nợ. Hồi tháng 6, Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã phê duyệt khoản vay trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine theo chương trình cho vay hiện có, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng của nước này. Tuyên bố của IMF nêu rõ khoản tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ ngân sách cho Ukraine số tiền này nâng tổng số tiền giải ngân theo thỏa thuận cho vay 48 tháng lên khoảng 7,6 tỷ đô la Mỹ. IMF cho biết trong quý 1 năm 2024, nền kinh tế Ukraine đã bền vững hơn dự kiến, song cảnh báo tương lai sẽ không mấy khả quan. Báo cáo của IMF cho biết triển vọng cho nửa cuối năm 2024 và năm 2025 đã xấu đi, chủ yếu là do xung đột và sự không chắc chắn về thời gian kéo dài cuộc xung đột này. IMF dự kiến nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng từ 2,5% đến 3,5% trong năm nay, thấp hơn một chút so với dự báo hồi tháng 4 là 3,2%. Dự báo cho năm 2025 là 5,5%, giảm mạnh so với mức dự báo 6,5% đưa ra vào tháng 4. Tạp chí Forbes đưa tin các lực lượng dự bị Ukraine đã chi viện quân đội phòng thủ ở thành phố Pokrovsk và tổ chức các cuộc phản công. Theo Forbes, dù đã bố trí gần 10 tiểu đoàn tập trung cho chiến dịch xâm nhập vùng Kursk, Ukraine dường như vẫn giữ lại 4 đến 5 tiểu đoàn dự bị với 2.000 quân và hàng trăm phương tiện mỗi đơn vị. Các tiểu đoàn này đã tham gia phòng thủ tại các chiến hào và công sự cách Pokrovsk khoảng 10 km. Một blogger người Nga viết trên mạng xã hội rằng những gì xảy ra đúng như điều đã dự đoán, lực lượng Ukraine đã bắt đầu phản công. Việc Kiev có thể tổ chức phản công khiến một số nhà quan sát Ukraine ngạc nhiên. Những người trước đây cho rằng chính việc thiếu công sự phòng thủ đã khiến lực lượng Ukraine rút lui thay vì thực trạng bất lợi quân số. Mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến dài hơn 1.000 km ở Ukraine. Đây là một trung tâm hậu cần huyết mạch nằm ở nút giao của các trục đường sắt tiếp viện quan trọng nhất của Ukraine. Nga đã dồn dập tấn công Pokrovsk trong nhiều tháng qua, nhưng tới gần đây bắt đầu đạt được đà tiến mạnh mẽ với việc giành được lãnh thổ mới ở hướng này gần như mỗi ngày, các chuyên gia cảnh báo việc mất Pokrovsk sẽ đẩy Ukraine vào một kịch bản nghiêm trọng trên mặt trận Donetsk khi Nga sẽ chọc sâu hơn nữa vào khu vực và có lợi thế lớn trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Trước đó, Bộ quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này kiểm soát đô thị gần thành phố chiến lược Pokrovsk, bước tiến mới tại mặt trận phía đông. Bộ quốc phòng Nga thông báo đề cập mặt trận Donetsk ở phía đông Ukraine nhờ hoạt động tích cực của cánh quân trung tâm. Thành phố Novogorodovka, cách Pokrovsk khoảng 12 km, tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Cơ quan này cho biết, cánh quân trung tâm còn đánh bại nhân lực, khí tài của ba lữ đoàn và một tiểu đoàn Ukraine ở nhiều khu vực tại tỉnh Donetsk, cũng như chặn 8 cuộc phản công của đối phương, khiến Kiev tổn thất tổng cộng khoảng 560 binh sĩ, một xe tăng cùng nhiều phương tiện, khí tài khác. Nga thường xuyên báo cáo những kết quả đạt được trong những tháng gần đây khi tập trung tấn công ở Donetsk, nhất là khu vực xung quanh Pokrovsk. Tuy nhiên, tình hình nhìn chung ở khu vực vẫn bất ổn khi giao tranh dữ dội tiếp diễn. Trước xung đột Nga và Ukraine, tháng 12 năm 2019, Moscow và Kiev đã đồng ý về một thỏa thuận kéo dài 5 năm về việc vận chuyển khí đốt. Theo thỏa thuận, sẽ có 45 tỷ mét khối khí đốt Nga chảy qua Ukraine vào năm 2020 và 40 tỷ mét khối một năm vào thời điểm từ năm 2021 đến năm 2024. Trong hơn năm thập niên vừa qua, dòng chảy khí đốt là một đặc điểm chính liên kết Nga, Ukraine và châu Âu. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, quá cảnh khí đốt qua đường ống hơn 22.000 km đã trở thành một phần quan trọng trong quan hệ Nga-Ukraine. Thỏa thuận quá cảnh hiện tại cũng là thỏa thuận thương mại duy nhất còn lại giữa hai nước. Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Thỏa thuận này được cho rằng khó có thể gia hạn tiếp và điều đó sẽ ngăn chặn dòng chảy khí đốt nga tới châu âu. Điều đó cũng có nghĩa là trực tiếp tấn công thị trường trong khu vực vào thời điểm quan trọng mua cần sưởi ấm. Ông Margarita Balmaceda, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Cetanho, Mỹ nhận định việc kết thúc thỏa thuận quá cảnh khí đốt qua Ukraine là dấu hiệu cho sự kết thúc của một kỷ nguyên đang âm ỉ đối với thị trường năng lượng châu âu. Động thái này sẽ làm tình hình trở nên rối ren hơn trong khi đó đất nước của tổng thống putin sẽ mất một trong hai tuyến đường ống vận chuyển khí đốt còn lại đến châu âu về phía ukraine nền kinh tế có thể bị thiệt hại nhiều nhất theo ông margarita balmaceda kiev có thể mất nguồn tiền để duy trì cơ sở hạ tầng năng lượng và vị thế là kênh dẫn năng lượng với giá cả phải chăng cho các đồng minh phương tây về mặt tài chính theo ước tính của ông Mikhailo svistro nhà phân tích của expro consulting có trụ sở tại kiev Ukraine có nguy cơ mất tới 800 triệu đô la Mỹ một năm. Giới chuyên gia đánh giá, dù dòng khí đốt Nga qua tuyến đường Ukraine hiện chiếm chưa đến 5% nguồn cung của châu Âu nhưng vẫn đủ để tác động đến an ninh năng lượng khu vực. Với châu Âu, hầu hết khách hàng mua khí đốt quá cảnh qua Ukraine đã tìm được giải pháp thay thế. Liên minh châu Âu EU cũng đã hạ thấp triển vọng về một thỏa thuận mới do quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt vì xung đột. Điển hình như Đức, đất nước đã tăng cường cung cấp khí đốt qua đường ống từ Na Uy và xây dựng các cơ sở để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã độc lập với việc nhập khẩu khí đốt thông qua đường ống của Ukraine. Trong khi đó, Hungary đã nhận khí đốt của Nga từ một tuyến đường thay thế, đường ống Stream. Với Nga vẫn có các tuyến đường khác để bán khí đốt, bao gồm các đường ống qua thổ Nhĩ Kỳ mở rộng liên kết với Trung Quốc và xuất khẩu LNG. Tuy vậy, theo tính toán của hãng tin Bloomberg nếu thỏa thuận với Ukraine kết thúc, Nga có thể thiệt hại 6,5 tỷ đô la Mỹ một năm theo giá hiện tại. Đây là động lực mạnh mẽ để Điện Kremlin đàm phán gia hạn thỏa thuận. Cách đây ít lâu, Tổng thống Vladimir Putin từng nói rằng ông sẵn sàng tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine sau năm 2024. Tổng thống Volodymyr Zelensky thì khác, ông tuyên bố không gia hạn thỏa thuận này để cắt đứt dòng tiền chảy vào Điện Kremlin. Để thay thế, phía Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán trung chuyển với Azerbaijan Quốc gia hiện đang cung cấp khí đốt cho 8 nước ở châu Âu. Dù vậy, ông An Sophie Tobill, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia, Mỹ, cho rằng sản lượng khí đốt của Azerbaijan không đủ để thay thế hoàn toàn trong ngắn hạn và bất kỳ thỏa thuận thay thế nào cũng có thể bao gồm khí đốt của Nga. Nga có thể bán khí đốt cho Azerbaijan, sau đó nước này tái xuất khẩu sang châu Âu. Ngoài các thỏa thuận với Kazakhstan thì các nhà cung cấp khác ở Trung Á cũng có thể là một lựa chọn Tuy nhiên, còn rất ít thời gian để Ukraine tiến hành đàm phán. Theo hãng thông tấn Union của Ukraine, tình hình quân sự Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi nước này không ngừng tìm kiếm và phát triển các giải pháp quốc phòng mới để đối phó với các thách thức từ Nga. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường sản xuất vũ khí trong nước và hợp tác quốc tế trở thành những ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine chủ động phát triển và sản xuất vũ khí, đồng thời hợp tác với các đối tác quốc tế để tạo ra các thiết bị thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không S-300. Cụ thể, tại cuộc họp của nhóm liên lạc với quốc phòng Ukraine Remstein vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí của chính mình. Ông Austin lưu ý rằng dù các đồng minh và các nhà sản xuất vũ khí đang mở rộng năng lực công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, nhưng sự chủ động trong sản xuất vũ khí của Ukraine là rất quan trọng để bảo đảm an ninh lâu dài cho quốc gia này. Ông Austin đặc biệt nhấn mạnh sự ủng hộ từ nhiều quốc gia tham gia theo định dạng Remstein trong việc thúc đẩy nỗ lực này. Mỹ đã cam kết hỗ trợ Ukraine bằng việc đầu tư hơn 200 triệu đô la Mỹ để mua sắm các bộ phận quan trọng nhằm giúp Ukraine sản xuất thiết bị bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử. Bộ trưởng Austin cho biết, các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đáp ứng các nhu cầu này và xúc tiến giao hàng. Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga kéo dài, Ukraine cũng đang hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển hệ thống thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không đất đối không S300 và tên lửa không đối không R27. Trên cơ sở đó, Đan Mạch đã cam kết phân bổ 150 triệu đô la Mỹ để mua vũ khí từ các nhà sản xuất Ukraine. Đồng thời, Mỹ và các công ty châu Âu đang cùng nhau làm việc để phát triển những hệ thống thay thế này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư và sản xuất vũ khí trong nước. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng sản xuất thêm vũ khí và hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc sản xuất chung. Theo ông Zelensky, việc sản xuất vũ khí trong nước bao gồm thiết bị bay không người lái và tên lửa, sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng thủ Ukraine và tạo ra áp lực lên Nga nhằm đạt được hòa bình thực sự. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi tài trợ để nhanh chóng sản xuất các loại vũ khí cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của Kiev. Trước đó, Lầu Năm Góc đã khuyến khích các nhà thầu quốc phòng Mỹ tăng cường hợp tác với các đối tác Ukraine. Tuy nhiên, các công ty Mỹ đã gặp phải sự chậm trễ trong việc thực hiện giao dịch so với các đối tác châu Âu. Điều này phần nào gây khó khăn cho việc đáp ứng kịp thời nhu cầu của Ukraine. Vừa qua, tại cuộc gặp ở thành phố Saint Petersburg với thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, chính phủ Trung Quốc luôn có quan điểm khách quan về cuộc khủng hoảng Ukraine và sẽ góp phần giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng này thông qua các biện pháp hòa bình. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Dẫn lời ông Vương Nghị nói, Trung Quốc luôn có quan điểm khách quan và công bằng về vấn đề Ukraine. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rõ rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục giúp cộng đồng quốc tế hình thành quan điểm cân bằng, khách quan và hợp lý về cuộc xung đột Ukraine. Theo ông Vương Nghị, cần tăng cường hơn nữa sự đồng thuận chung vì mục tiêu ngừng bắn sớm và giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiếp phái đoàn Đức do Thủ tướng Olaf Scholz dẫn đầu tại Bắc Kinh đã nêu ra bốn nguyên tắc nhằm khôi phục hòa bình ở Ukraine, ngăn cuộc khủng hoảng vượt tầm kiểm soát. Ông Tập Cận Bình nói, thứ nhất chúng ta nên ưu tiên duy trì hòa bình, ổn định và không chạy theo lợi ích ích kỷ. Thứ hai, chúng ta nên hạ nhiệt tình hình thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Thứ ba, chúng ta nên tạo điều kiện để lập lại hòa bình và kiềm chế căng thẳng gia tăng hơn nữa. Thứ tư, chúng ta nên giảm tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và hạn chế ảnh hưởng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Theo ông, xung đột Ukraina đã tác động tiêu cực đến an ninh châu Âu và có nguy cơ làm tổn hại đến toàn bộ trật tự quốc tế. Trung Quốc đến nay vẫn khẳng định quan điểm trung lập về cuộc xung đột Nga-Ukraina, trong khi phương Tây, đặc biệt là châu Âu, kỳ vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột Ukraina. Đại diện chính thức của cơ quan chính sách đối ngoại EU, Peter Stano gần đây đã nhấn mạnh vai trò then chốt của Trung Quốc trong việc ảnh hưởng đến Nga để đạt được hòa bình. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga ông Lavrov, Nga không hề chịu áp lực từ phía Bắc Kinh về vấn đề này. Thay vào đó, Nga tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại của mình với những điều kiện rõ ràng và kiên quyết. Trong một tuyên bố vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất một giải pháp hòa bình, trong đó điều kiện tiên quyết là Ukraine phải từ chối gia nhập NATO và rút quân khỏi các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở miền đông Ukraine tuy nhiên kiev đã từ chối các đề xuất của nga cũng như những đề nghị từ các nhà hòa giải quốc tế trung lập lập trường của nga về xung đột với ukraine đã trở nên cứng rắn hơn sau các sự kiện quân sự gần đây đặc biệt là sau những diễn biến tại vùng kursk ở nga tổng thống putin cho rằng không còn gì để đàm phán với kiev do ukraine từ chối mọi đề xuất hòa bình từ phía nga và các nhà hòa giải quốc tế Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã chính thức cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong xung đột Ukraine và lập tức công bố lệnh trừng phạt mới đối với cả Nga và Iran ngay trước thềm chuyến thăm chung của Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Anh tới Ukraine. Theo đó, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới đối với hơn một chục công ty và cá nhân ở Nga và Iran. Washington cho rằng hành động của Tehran làm phức tạp hơn tình hình khi nước này gửi tên lửa đạn đạo tới Nga. Các lệnh trừng phạt nhắm vào 10 cá nhân và 6 công ty vì liên quan đến việc hỗ trợ ngành quốc phòng của Iran và xác định có 4 tàu liên quan đến việc tạo điều kiện để Iran chuyển giao các thành phần vũ khí và hệ thống vũ khí cho Nga. Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng, chúng tôi cho rằng đây là một diễn biến vô cùng đáng lo ngại vì mối quan hệ đối tác giữa Iran và Nga đe dọa an ninh châu Âu và cho thấy ảnh hưởng gây bất ổn của Iran." vượt ra ngoài Trung Đông, tới toàn thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến này cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên khắp châu Âu và Trung Đông và vẫn kiên định trong việc hỗ trợ phòng thủ của Ukraine. Trước đó, Anh, Pháp và Đức, hay còn gọi là nhóm cường quốc E3, công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành vận tải hàng không của Iran, bao gồm cả việc hủy bỏ các thỏa thuận dịch vụ hàng không song phương với Iran nhằm hạn chế khả năng bay của hãng hàng không Iran tới châu Âu. Tuyên bố chung của E3 cũng nhấn mạnh động thái của Iran là mối đe dọa trực tiếp đối với châu Âu bởi tên lửa của Iran vươn tới lãnh thổ châu Âu. Tuy nhiên, trong một phản ứng được đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani phủ nhận việc Iran đã chuyển giao vũ khí cho Nga, cho rằng những tuyên bố của phương Tây là sai sự thật và chỉ là tuyên truyền không chính xác nhằm đánh lạc hướng, che giấu việc hỗ trợ vũ khí cỡ lớn của phương Tây cho xung đột ở Gaza. Iran cũng cáo buộc hành động của E3 là sự tiếp diễn của chính sách thù địch và khủng bố kinh tế của phương Tây đối với người dân Iran và sẽ phải đối mặt với phản ứng tương xứng từ Iran. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hiện đang dự hội nghị đại biểu cấp cao các vấn đề an ninh BRICS lần thứ 14 đã có buổi gặp mặt thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga tại Saint Petersburg. Ông Vương Nghị đánh giá trước những thay đổi lớn chưa từng thấy trong 100 năm, quan hệ Trung Nga vẫn duy trì đà phát triển ổn định, lành mạnh kể từ đầu năm đến nay, hai nước đã bước vào khởi điểm mới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, duy trì trao đổi ở các cấp, thực hiện đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đạt được và củng cố nền tảng chính trị xã hội của tình hữu nghị láng giềng lâu dài, phối hợp chiến lược toàn diện, hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường kết nối chiến lược với Nga, phát huy vai trò của cơ chế tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga và cơ chế hội nghị thượng đỉnh BRICS không ngừng làm phong phú thêm ý nghĩa chiến lược của quan hệ Trung-Nga. Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ Nga làm chủ tịch luân phiên của BRICS và sẵn sàng đi sâu hợp tác, tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa các nước BRICS, xây dựng cơ chế BRICS thành một kênh chính để các nước mới nổi bày tỏ tiếng nói, một nền tảng quan trọng cho sự đoàn kết, hợp tác miền Nam toàn cầu và mở ra cục diện hợp tác mới cho các nước trong nhóm. Tân hòa xã của Trung Quốc dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Sogu cho biết, Nga và Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, thể hiện mức độ phối hợp chiến lược cao. Nga sẵn sàng tiếp tục tăng cường kết nối chiến lược, hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc đảm bảo thành công của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS được tổ chức vào tháng 10 tới đây. Cả hai bên đều tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ và thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự. Nga nhấn mạnh ủng hộ đối với việc Trung Quốc đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO và làm cho hoạt động của SCO hiệu quả, thực chất và gắn kết hơn, mang lại sự ổn định cho thế giới hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về khủng hoảng Ukraine. Ông Vương Nghị cho rằng Trung Quốc luôn giữ thái độ khách quan, công bằng trong vấn đề này và sẽ tiếp tục thúc đẩy tiếng nói cân bằng, khách quan, hợp lý trong cộng đồng quốc tế, thu thập thêm sự đồng thuận, tích lũy các điều kiện cần thiết để sớm ngừng bắn, thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Ngày 10 tháng 9, theo giờ địa phương, kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức khai mạc tại thành phố New York, Mỹ. Kỳ họp có sự tham gia của đông đảo các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ từ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc để thảo luận về những vấn đề của hệ thống quốc tế trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều biến động như hiện nay. Kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một trong những sự kiện ngoại giao lớn nhất và được chú ý nhất mỗi năm. Theo trang web của Liên Hợp Quốc, un.org, kỳ họp năm nay sẽ kéo dài đến cuối tháng 9 với nhiều hoạt động đáng chú ý. Cụ thể, kỳ họp sẽ kết thúc bằng các sự kiện cấp cao từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, trong đó có bài phát biểu của nhiều lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham dự và có bài phát biểu vào ngày 25 tháng 9. Bình luận về sự tham gia của Moscow, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Putin không có kế hoạch đến New York. Ông Peskov nói, tổng thống đã không đến đó trong những năm gần đây, Mỹ không thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của mình với tư cách là quốc gia chủ nhà nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc. Vì vậy, đây có lẽ không phải là nơi phù hợp để đến ở thời điểm hiện tại. Lần gần nhất ông Putin phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc là vào năm 2015. Hồi năm 2020, lãnh đạo Nga có bài phát biểu qua video. Sau khi xung đột với Ukraine nổ ra, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức cấp cao của Nga. Tuy nhiên, theo thỏa thuận năm 1947 giữa Mỹ và Liên Hợp Quốc, Washington có nghĩa vụ cấp cho đại diện của các quốc gia thành viên quyền miễn trừ và quyền tiếp cận trụ sở Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh này, phái đoàn Nga tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu. Các quan chức Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ không thực hiện nghĩa vụ tại Liên Hợp Quốc, chỉ ra sự chậm trễ trong việc cấp thị thực cho nhân viên ngoại giao Nga. Tháng 4 năm 2023, Mỹ cũng từ chối cho phép các nhà báo Nga tháp tùng Ngoại trưởng Lavrov vào trụ sở Liên Hợp Quốc. Ông Lavrov chỉ trích quy định này, nói thêm rằng Washington đã cho thấy giá trị thực sự những lời cam kết của họ về việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin. Sau hai ngày họp, phiên họp lần thứ 162 của Hội đồng Liên đoàn Ả Rập cấp bộ trưởng được tổ chức tại thủ đô Cairo, Ai Cập hôm qua đã bế mạc. Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên của Liên đoàn Ả Rập cùng các đối tác, bao gồm cả Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi Israel rút quân hoàn toàn khỏi giải Gaza, bao gồm cả hành lang Philadelphia và cửa khẩu Rafah bên phía Palestine. Theo nghị quyết được ban hành sau phiên họp, các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập đã bày tỏ lập trường kiên quyết bác bỏ kế hoạch hậu xung đột của Israel và quyền kiểm soát của nước này đối với bất kỳ khu vực nào ở Gaza. Nghị quyết nhấn mạnh rằng đường biên giới Palestine-Ai Cập là khu vực có chủ quyền, không được phép xâm phạm. Đồng thời khẳng định việc cần phải vận hành cửa khẩu Rafa theo các quy tắc hiện hành và xóa bỏ mọi trở ngại đối với hoạt động tiếp cận nhân đạo một cách an toàn, đầy đủ và nhanh chóng thông qua cửa khẩu này. Nghị quyết cũng cho rằng những cáo buộc của thủ tướng Israel là nhằm biện minh cho việc từ chối rút lui khỏi hành lang Philadelphia, cản trở các nỗ lực hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ, cũng như đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi các chính sách làm gia tăng căng thẳng của chính phủ Israel đối với người dân Palestine. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abul Gheid nhấn mạnh xung đột Gaza đang tiến gần mốc một năm. Một năm qua đã có hơn 17.000 trẻ em Palestine và 11.000 phụ nữ đã bị giết. Đây cũng là năm mà cộng đồng quốc tế chưa có khả năng ngăn chặn cuộc xung đột này. Cuộc xung đột này cần phải chấm dứt. Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi giải Gaza, bao gồm cả hành lang Philadelphia và cửa khẩu Rafah bên phía Palestine. Quân đội Israel đã kiểm soát hành lang Philadelphia, một vùng đệm rộng 100m và dài 14km dọc biên giới Ai Cập-Gaza và cửa khẩu Rafah bên phía Palestine từ tháng 5 vừa qua, đồng thời ngăn chặn xe tải cứu trợ nhân đạo vào Gaza. Cho đến nay, bất chấp sự phản đối của dư luận, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn tuyên bố quân đội nước này phải ở lại hành lang Philadelphia. Tại cuộc họp, các đối tác cũng kêu gọi chấm dứt xung đột do lo ngại nếu xung đột ở Gaza không chấm dứt, có thể lan tới cả khu vực Bờ Tây. Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell nêu rõ: Chính phủ Israel đang cố gắng làm cho việc xây dựng một nhà nước Palestine trong tương lai trở nên bất khả thi. Một mặt trận mới đang được mở ra với mục tiêu rõ ràng là biến Bờ Tây thành một Gaza mới. Trong tình trạng bạo lực gia tăng làm mất tính hợp pháp của chính quyền Palestine, nếu không có hành động của cộng đồng quốc tế, Bờ Tây sẽ trở thành một Gaza mới. Kể từ khi xung đột nổ ra, hoạt động di chuyển vào và ra khỏi giải Gaza, vùng lãnh thổ của Palestine vốn bị phong tỏa từ hồi năm 2007, càng bị hạn chế nghiêm ngặt, buộc người dân phải tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục hoặc việc làm ở bờ Tây. Với việc xung đột tiếp tục lan rộng sang bờ Tây, cuộc sống của người dân Palestine càng thêm khó khăn. Ngày 11 tháng 9, tại thành phố Melbourne, Australia, hàng chục ngàn người biểu tình đã tập trung trước nơi diễn ra triển lãm quốc phòng lục quân quốc tế 2024 để phản đối cuộc xung đột tại giải Gaza và ủng hộ người dân Palestine, khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, giao thông đình trệ. Theo ước đoán của cảnh sát bang Victoria, Australia, có khoảng 25.000 người biểu tình đã tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm vào triển lãm quốc phòng lục quân quốc tế năm nay tại Melbourne. Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất tại đây kể từ cuộc biểu tình trước thềm diễn đàn kinh tế thế giới năm 2000, buộc chính quyền bang Victoria phải huy động hàng trăm cảnh sát chống bạo động từ khắp tiểu bang và trao quyền hành động theo đạo luật chống khủng bố để đảm bảo an ninh. Theo hãng tin AFP, phái đoàn Palestine đã được trao một quyền mới, mặc dù không phải là thành viên chính thức của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo đó, có thể đưa đại diện Palestine vào danh sách diễn giả tại các cuộc họp về các vấn đề Trung Đông, đề xuất các sửa đổi và đưa ra các đề xuất về thủ tục thay mặt cho một nhóm các quốc gia. Bắt đầu từ phiên họp Đại hội đồng lần thứ 79 ngày mùng 10 tháng 9, đại diện Palestine đã có một chỗ ngồi giữa các quốc gia thành viên. Theo đó, đặc phái viên Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour xuất hiện tại phiên khai mạc của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 vào chiều ngày 10 tháng 9 tại một bàn có ghi Nhà nước Palestine. Đại sứ Ai Cập tại Liên Hợp Quốc Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud bày tỏ Đây không chỉ là vấn đề thủ tục, đây là thời khắc lịch sử đối với chúng tôi. Trong khi đó, Phó Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Jonathan Miller phản đối động thái này. Vào tháng 4, sau khi xung đột nổ ra ở Gaza, người Palestine đã khởi động lại nỗ lực xin gia nhập đầy đủ Liên Hợp Quốc. Việc gia nhập đầy đủ không chỉ cần đại hội đồng bỏ phiếu, mà còn cần có khuyến nghị của Hội đồng Bảo an. Hồi tháng 5, phần lớn đại hội đồng khẳng định rằng Palestine xứng đáng được hưởng tư cách thành viên chính thức, nhưng Mỹ đã ngăn điều này. Thời điểm đó, theo đài RT, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết với 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng. Theo nghị quyết mới được thông qua, kể từ khóa 79 của Đại hội đồng vào tháng 9 năm 2024, đoàn đại biểu Palestine sẽ được đặt cách hưởng thêm một số quyền tương tự các quốc gia thành viên khi tham dự các phiên họp, hội nghị do Đại hội đồng và một số cơ quan khác của Liên Hợp Quốc tổ chức. Theo đó, đoàn Palestine sẽ được quyền thay mặt các nhóm nước phát biểu, giới thiệu và đồng bảo trợ các đề xuất, quyền ứng cử vào một số vị trí tại phiên họp toàn thể và các ủy ban chính của Đại hội đồng. Thời điểm đó, trong nghị quyết, Đại hội đồng đã bày tỏ lấy làm tiếc và quan ngại sâu sắc rằng Mỹ đã phủ quyết việc kết nạp Palestine vào ngày 18 tháng 4, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét lại vấn đề một cách phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc và các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế. Đại hội đồng cũng bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh trong đường biên giới được công nhận dựa trên các mốc biên giới trước năm 1967